Chuẩn bị gần 20 năm trong lĩnh vực huấn luyện thể thao, đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Phạm Thúy Vi dẫn đội tuyển triathlon thành phố Hồ Chí Minh để tham gia giải hai môn phối hợp Aquaman Việt Nam. Danh sách học trò của Phạm Thúy Vi đầy những vận động viên xuất sắc, có khả năng cạnh tranh cho ngôi vô địch. Trong đội hình nổi bật, có Vũ Định Duân, nhà vô địch Aquaman Việt Nam hiện tại, và Nguyễn Thị Kim Tuyến, Kình Ngư đã từng thiết lập 8 kỷ lục quốc gia trong bơi lội vào năm 2009, sau đó quyết định chuyển hướng tham gia các môn phối hợp. Trong một sự kiện tại Phan Thiết ngày 29 tháng 10, Aquaman Việt Nam đã trở thành thách thức mới mẻ trên hành trình phát triển thể thao của huấn luyện viên Phạm Thúy Vi, người hiện nay đã 42 tuổi. Chị Phạm Thúy Vi cho biết rằng sau 2 năm tập trung vào huấn luyện, kinh doanh và điều trị chấn thương mà ít thi đấu, Aquaman Việt Nam là một cơ hội để thử thách bản thân ở môn bơi chạy, mặc dù cô đã quen với các giải đấu triathlon trước đó. Huấn luyện viên Phạm Thúy Vi luôn đặc biệt quan tâm đến giải đấu phong trào tại Việt Nam, bao gồm Aquaman Việt Nam, vì cô xem đây là nền tảng quan trọng để phát triển thể thao trong nước. Trong bối cảnh việc tổ chức giải đấu 2-3 môn phối hợp vẫn còn hạn chế và không đáp ứng toàn diện nhu cầu thể thao, huấn luyện viên thấy rằng Aquaman Việt Nam mang đến sự đổi mới và có tiềm năng để thu hút các vận động viên chuyên nghiệp chuyển đổi từ chạy bộ sang tham gia bơi lội. Đây được xem là bộ môn có lợi cho cả người chơi thể thao. Cựu trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển bơi trẻ Singapore đã có đánh giá tích cực về những giải phong trào, xem chúng như một cơ hội để phát hiện và ủng hộ tài năng thể thao trong tương lai. Đây là nơi lý tưởng để các thành viên của đội tuyển có cơ hội cọ sát và thi đấu với nhiều vận động viên mạnh trên toàn quốc. Ví dụ, mùa trước, Vũ Đình Duân, một học trò của huấn luyện viên Phạm Thúy Vi, đã phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt từ Võ Xuân Vĩnh và chỉ giành chiến thắng cuối cùng trong 200m cuối. Điều quan trọng là nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng quan tâm và tham gia các giải đấu phong trào, và chúng có thể là nguồn động viên thúc đẩy thể thao chuyên nghiệp phát triển nhanh hơn. Hiện nay, với sự hướng dẫn của Phạm Thúy Vi, đội tuyển triathlon thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lịch trình huấn luyện tập trung với 3 buổi chạy và 3 buổi bơi mỗi tuần. Chú trọng đặc biệt đến việc làm quen với kỹ thuật sighting và bơi ếch, những kỹ thuật quan trọng trong bơi biển. Sighting giúp vận động viên xác định hướng đường đua và không bị lạc trôi quá xa khỏi dòng người, chọn đường ngắn nhất. Để đối phó với sóng biển, việc bơi ếch là cách tốt nhất. Nhóm tập trung vào việc tập chuyển đổi nhanh giữa bơi ếch và bơi sải để vừa núp sóng vừa đua tốc độ. Đối với phần chuyển đổi từ bơi sang chạy, huấn luyện viên ưu tiên việc thực hiện chuyển đổi nhanh chóng. Ví dụ, vận động viên có thể không mang vớ để tiết kiệm thời gian và được phép dành tối đa 20 giây để mang giày. Các trang thiết bị như kính bơi và mũ cũng có thể được đeo ngay trong khi chạy để tiết kiệm thời gian. Để thích nghi với việc chuyển từ bơi sang chạy, Phạm Thúy Vi đã thêm vào lịch trình tập luyện các bài phối hợp trong bể như bơi 200m và sau đó lên bờ chạy thêm 50m. Năm chuẩn bị cho giải đấu DNSC Aquaman Việt Nam diễn ra vài tháng, cậu Kình Ngư của đội tuyển bơi lội Việt Nam Phạm Thúy Vi không gặp áp lực về thành tích. Thay vào đó, cô mong muốn đội tuyển tận hưởng trải nghiệm tại Phan Thiết và tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Đây là cơ hội để vận động viên làm quen và đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt cùng hàng nghìn người tham gia, một trải nghiệm quý báu cho sự phát triển sau này. Với gần 30 năm gắn bó với thể thao, Phạm Thúy Vi đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong bơi lội Việt Nam. Khi còn 15 tuổi, cô là một tài năng đầy triển vọng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau 4 năm thi đấu, cô quyết định rời khỏi đường đua bơi lội vì không thấy có sự cam kết về tương lai khi thi đấu cho đội tuyển. Thúy Vi chuyển hướng sang việc huấn luyện và từ năm 2004 đến 2011, cô làm huấn luyện viên cho thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, chị sang Singapore để huấn luyện cho SwimFast, một câu lạc bộ hàng đầu tại đây, và làm trợ lý cho đội tuyển bơi trẻ Singapore. Gần đây, chị đã quay trở lại Việt Nam để đào tạo và phát triển phong trào thể thao. Phạm Thúy Vi bắt đầu tập chạy vào năm 2017 và sau đó tập thêm đạp xe vào năm 2018. Từ đó, cựu Kình Ngư đã bắt đầu tham gia vào 3 môn phối hợp. Cô đã đạt danh hiệu vô địch Ironman 70.3 Việt Nam năm 2019 với thời gian 5 giờ 33 phút 50 giây. Cùng năm đó, chị đã đại diện cho Việt Nam tại SEA Games trong môn 3 môn phối hợp. Mặc dù từng phải đối mặt với nhiều chấn thương như gãy hai xương do ngã xe đạp, huấn luyện viên Phạm Thúy Vi luôn đặt sự an toàn của vận động viên lên hàng đầu cả trong quá trình tập luyện và thi đấu. Kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Singapore cũng giúp chị thấy rằng phong trào là nền móng quan trọng của thể thao. Khi phong trào thịnh hành thông qua các giải đấu như Aquaman Việt Nam, quá trình phát triển thể thao cũng được thúc đẩy.